Hello các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ review cho bạn một khối Rubik rất là mới. Đây là khối Vincube 404. Đây là một cái hãng mới hoàn toàn luôn nha các bạn. Đây là cái hộp bên ngoài của nó. Thì nó sẽ có hai phiên bản, phiên bản thường và phiên bản UV luôn nha các bạn. Đấy, hai cái luôn. Đây, box thì nó basic, đơn giản thế này thôi. Tầm giá con này là con bản thường là 320, bản có vui là 401 nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp ra check xem con này có gì đặc biệt hay không nha. Ok. Rồi, trước khi mở hộp con này ra thì mình có đôi lời giới thiệu cho bạn tí. Thì mình có lên trên cái trang thì mình có kiếm được cái kênh YouTube của hãng luôn, hãng Vin này. Thì mình có tìm được cái video của anh này chủ của cái hãng này, người thiết kế cái con này. Anh ấy tên là Giang Hai Xu, Hai Xu Giang gì đó, nó anh Giang. Thì ông này á, là một tuyển thủ cuber người Trung Quốc và từng lập kỷ lục thế giới 4x4 vào năm 2009 với thành tích là 35 giây. Và những năm sau đó mình có thấy ổng chơi được tới 29 giây vào năm 2016. Những năm sau thì không có nhiều thành tích mới nữa, chủ yếu là các cái NR này, National Record của Trung Quốc này và World Record của Trung Quốc thì ảnh lập cũng nhiều đó nha các bạn. Cái đỉnh cao nhất là 2009 thì phải, và 2010. Đấy thì ổng có lập World Record. Đấy thì nói chung là cái năm 2009 2010 mà chơi 30 mấy giây, 40 giây cũng là kinh khủng lắm rồi nha các bạn. Đấy, bởi vì cái thời đó thì Rubik nó chưa có quá xịn sò như bây giờ. Rồi thì cái anh này ảnh là người đã là chủ thương hiệu này, người sáng lập của Vincube. Cái con này á, thì theo mình nghĩ á, là chắc là không phải ổng tự sản xuất hết hoàn toàn, bởi vì trên cái kênh á, thì hầu như là cái kênh chỉ có một con 44 và một số video clip về làm in 3D một con Rubik 3x3 mà thôi, còn lại thì không có gì đặc biệt hết. Thì theo mình nghĩ á, cái con này chắc chắn là được phối hợp với một hãng khác, một bên OEM thứ ba sản xuất, có thể là DanSen hoặc là Gigi gì đó, hoặc Mojo gì đó. Thì ông này sẽ phối hợp cùng những cái hãng đó và sản xuất và đặt thương hiệu riêng cho mình là cái con này. Rồi mình đang rất là mong chờ, nên là mình sẽ mở hộp luôn nha. Thì trước đây á, mình cũng từng có một số những cái hãng con, ví dụ như là cái Dolphin hoặc là những cái hãng con khác của DanSen. Thường mấy cái hãng đó là mấy ổng làm 3x3 trước, và kiểu như là mấy cái con Rubik đó là các designer của Gan họ ra họ làm riêng, cho nên là cái hàng của họ làm ra nó kiểu, nó cứ bị lai tạp, nó giống như Gan á, cho nên mình chơi mình thấy nó cứ sao nó chán lắm các bạn. Mình không có gì đặc biệt hết, bởi vì nó chơi y hệt như mấy con Gan luôn, nên là không có gì để review á, không có gì để nói luôn á. Rồi thì cái hãng này lại là đặc biệt, cái anh này ảnh rất là thích chơi 44, cho nên là ảnh làm con 4 đầu tiên của ảnh là con 44 luôn, chứ không phải là con 33 nha các bạn. Rồi đó, nhớ nha, Vin này là của một anh Giang người Trung Quốc, chứ không phải là Vin của bác Vượng hay là Vin Diesel đâu nha các bạn ơi. Rồi cái hộp phụ kiện đây, và phụ kiện thì chúng ta sẽ có một cái đầu chỉnh ốc bằng kim loại luôn nha mấy bạn, rất là nặng luôn. Cái cây chỉnh ốc thế này, chỗ nó to lắm luôn, cái nhìn cứ như là cái phi tiêu mũi câu gì á, bằng sắt nguyên khối nha, rất là chắc luôn. Rồi một cái túi, chắc là đây in cái logo Vin. Chất lượng in thì nó cũng bình thường thôi, in không có gì đặc biệt cả. Rồi hết rồi, một cái tờ giấy hướng dẫn chơi mà thôi, user manual, thì chắc là chỉ có công thức rồi thôi. Đúng rồi, như mình nghĩ không có gì đặc biệt cả, bởi vì bản thân cái con này cũng nó không có chỉnh được 500, nó chỉ có chỉnh ốc thôi các bạn, cho nên là sẽ không có gì đặc biệt đâu. Rồi chúng ta sẽ mở Rubik ra nha. Con này á, mình đặt niềm tin, tự nhiên mình có cái cảm giác niềm tin hơn khá là nhiều so với những cái con khác, là bởi vì ông này ổng không phải là một hãng tự làm, tự thiết kế, tự sản xuất hết tất cả, mà ổng làm qua bên thứ ba, bên OEM, cho nên là thường thì cái việc mà chất lượng sẽ được đảm bảo hơn. Chứ mấy cái hãng khác á, lúc mà người ta mới làm á, thì họ kiểu họ tham á, họ muốn tự chủ hết tất cả luôn, tự sản xuất, tự thiết kế, rồi tự làm hết tất cả luôn, cho nên là họ bị thiếu kinh nghiệm nhiều cái, cho nên là sản phẩm của họ sẽ không có được tốt. Còn cái ông này thì ổng rất là thông minh, ổng nhờ bên thứ ba làm, cho nên là kiểu những cái thương hiệu khác như ví dụ Gigi, Moju hay DanSen chẳng hạn, thì người ta có sẵn dây chuyền sản xuất rồi, và họ biết phải dùng cái loại nhựa nào cho hợp lý và làm thiết kế ra sao, nó sẽ tiết kiệm chi phí nhân công và rất là nhanh gọn lẹ luôn, và chất lượng ra nó sẽ tốt hơn. Thì đầu tiên này mình mới cầm trên tay thôi mà mình thấy là cái chất lượng nó khá là tốt luôn rồi các bạn. Thì ở đây là mình dùng phiên bản là phiên bản glossy, là phiên bản thường, thì nhựa là nhựa bóng bình thường thôi, không có phủ UV nha các bạn. Thì bởi vì không có phủ UV cho nên là các bạn để nghiêng thì các bạn sẽ thấy là cái có những cái chỗ nó hơi lởm chởm như thế này. Cái này là do khuôn nhựa đúc nó bị co lại như các bạn, nó sẽ như thế này. Thì theo mình nghĩ là bạn nào có điều kiện mua bản UV thì nó sẽ không nhìn thấy những cái vết này, nó sẽ đẹp hơn so với bản glossy. Thì đáng lẽ thì ổng nên làm cái này là bản nhám thôi nó mới đẹp, chứ đã nhựa thường rồi còn chơi bóng như thế này thì nó sẽ bị cái là rất là dễ chày. Các bạn chơi tầm vài hôm là bảo đảm chày hết trơn luôn. Rồi bề ngoài nó là như thế. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra về trọng lượng nha. Rồi cân nặng của con này là 117 đến 118 gram nha các bạn, cái khoảng cỡ đó. Thì cái cân nặng này cũng không phải là một cái cân nặng quá lớn, thậm chí là nhẹ nữa. Nếu như so sánh đó, thì cái con AoSu đây này, con AoSu WR của mình nặng tới tận 119-120 gram cơ, con này chỉ có 117 đến 118 gram mà thôi, một trọng lượng khá là ổn định. Và kích thước của con này nó là 60,3 mm, hơn AoSu 1 mm này mà AoSu là 59,3 mm. Thì nếu như bản UV thì chắc con này sẽ to ra một tí, khoảng chắc khoảng 60,5 hoặc là 60 mấy, gần 61 cỡ đó. Thì mình nghĩ cái phiên bản UV nó sẽ ok hơn, là thứ nhất là nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ che được mấy cái vết mà nó lồi lõm trên cái nhựa như thế này. Thì mấy cái vết này thì nó khá là bình thường, thường là các dòng rút mà đúc nhựa mà giá rẻ bình thường á, nó hay bị co nhựa lại, cho nên nó sẽ bị tạo ra cái vết này đấy, nó là do nhựa nó co lại nha bạn. Còn những sản phẩm cao cấp hơn sử dụng nhựa nó lại tốt hơn, ví dụ như bên Moyu á, đấy, thì họ dùng ABS cao cấp thì nó sẽ không có bị cái vết đó nha các bạn. Đấy, thì giá rẻ đương nhiên nó sẽ như vậy rồi. Rồi chúng ta đến với cảm giác xoay và tên tí. Thì cái con này á, mặc dù trọng lượng của nó là chỉ có 100 mấy thôi, cũng khá là nhẹ, nhưng mà nếu như các bạn có những cái tên đầu tiên á, nó sẽ rất là giống cái cảm giác tên trên con RS4M nha các bạn. Kiểu là cái trọng lượng của nó tuy là nhẹ nhưng mà toàn bộ trọng lượng của nó sẽ phân bổ lên hết trên tất cả các piece, những cái viên này, và phần core của nó sẽ nhẹ, cho nên là khi các bạn xoay á, bởi vì cái 500 của nó bên tầng ngoài cũng mạnh nữa, cho nên là các bạn cảm giác là nó sẽ giật lại nè. 500 tới nơi là cảm giác nó sẽ bị giật lại một tí, và nó có cái quán tính đi á, cho nên là mình chỉ cần đẩy là đủ quán tính này nó đi thôi, nó chạy thôi. Thì con này đang khá là khô, chưa có được lúp nhiều, gần như là không lúp luôn nha các bạn. Mặc dù là chưa có lúp, tuy nhiên thì mình thấy tốc độ cũng khá là nhanh, rất là ok. Thì đương nhiên các bạn mua về các bạn phải set up lại, thêm lúp thêm đồ vô nó sẽ nhanh và ngon hơn. Thì mình nãy giờ mình có đánh qua vài turn vài so. Thì đầu tiên cảm nhận của mình là tốc độ con này nếu như so sánh với những con như MGC hay là AoSu thì ví dụ như là con AoSu nó là 10 điểm đi thì con này chỉ được khoảng 8 đến 9 điểm, nó cũng nhanh đó. Tuy nhiên là cái nhựa của nó sẽ là nhựa nó hơi mềm hơn so với mấy hãng kia, cho nên là tốc độ nó sẽ không được nhanh bằng, thì nó chỉ bằng 8 phần thôi là nó cũng đã nhanh lắm rồi, chưa kể là con này nó đang chưa lúp nha các bạn. Đây. Và cái điểm đặc biệt mình thích đó là cái độ stable, cái độ ổn định của nó đang tốt hơn rất là nhiều so với cái độ ổn định của con MGC. Thì mình đã tham khảo qua một số trang, một số kênh khác rồi, và hầu như ai cũng nhận định là con này là một sự nâng cấp nhẹ của MGC và một cái sự nâng cấp rất là đáng lưu ý luôn. Tuy nhiên là mình bị cái nên mình chưa thích lắm, đó là cái con này nó phân bố trọng lượng đều vào các piece, nên là cái quán tính của nó cao hơn so với MGC. Mình cũng thích cái MGC hơn, bởi vì MGC kiểu là khi xoay á, trọng lượng nó không có đều, cho nên là mình chơi cảm giác nó rất là thoải mái, rất là nhanh. Thì con này kích thước nó sẽ là 60, nó hơi to hơn so với mình, bởi vì mình cầm con AoSu nhiều quá, nó có 59 á, nó là 1 mm, cho nên là mình thấy nó không quen con này. Đấy là một. Thứ hai nữa là cái độ ổn định nó cao, nhưng mà mặc dù nha các bạn nhìn này, đây ốc nhà hàng xúc để cực kỳ lỏng luôn nha, rất là lỏng luôn, đây như thế này đây. Nhưng mà mình xoay mình cảm giác là mình cố gắng mình xoay ẩu hay mình xoay cái kiểu gì đi chăng nữa thì nó cũng không có bị bóp hay là bị lật góc hay là bị cái tình trạng gì xấu cả. Nãy giờ mình test thử, mình cố mình xoay ẩu, mình xoay cắt góc lớn, finger chip lớn đồ các kiểu á, đây cùng lắm là như thế này thôi, nó rất là ít bị bóp luôn nha các bạn. Đây là một cái điều rất là hay, mặc dù Tansen rất là lỏng luôn, các bạn nhìn này đấy, nhưng mà nó không bóp. Mình xoay các bạn thấy không, mình xoay như thế luôn nhưng mà nó hạn chế việc bóp rất là nhiều. Thì nếu như các bạn muốn xem kỹ hơn á, thì các bạn có thể xem đây, mình sẽ cho các bạn xem những cái phần, ví dụ như là ở center này, nó làm cái phần center chỗ này nó hơi nhô ra tí này, nó sẽ tương tự như một số cái kiểu thiết kế trên 3x3 ấy. Đấy là một. Rồi cái phần cạnh, cái phần này á, thì nó là basic rồi. Nếu như mà so với kênh MDC ở đây nó sẽ có một cái phân vùng nó nổi lên nữa để nó chống bóp tốt hơn tí, thì con này nó lược bỏ luôn, nó không cần. Mặc dù nó không có nhưng mà nhờ cái kiểu thiết kế nó cái phần mé này nó lồi ra này, mình có cảm giác là chơi nó vẫn rất là ổn định, stable rất là tốt luôn, không thua kém gì so với những cái hãng khác. Rồi nếu như mà tóm gọn lại con này thì mình nghĩ con này rất là đáng mua trong tầm giá, nhất là mình thấy cái 500 con này là ở mức khá rồi, từ khá cho đến mạnh rồi, cho nên là chơi có lực có cảm giác 500 rất là rõ ràng, chứ không giống như mấy cái loại 4x4 giá rẻ khác, họ là 500 triệu cho có, chơi nó không nhận ra được là nó có 500 hay không luôn. Thì con này 500 rất là rõ ràng, chơi rất là thoải mái, bạn nào thích chơi có cảm giác 500 một tí thì chơi con này rất là ok. Tốc độ của nó cũng ở mức vừa phải, các bạn mua về các bạn phải setup lại nữa thì thêm loop thêm đồ vô thì nó sẽ ok. Điểm mình không thích, thứ nhất là cái bề mặt này nó là bề mặt bóng, đây cái bề mặt của nó là bề mặt nhựa mềm và nó bóng như thế này thì chơi lâu chắc chắn nó sẽ rất bị chày xước rất là nhiều, và cầm nó cũng không thoải mái nữa. Nếu như mà hãng làm bề mặt này là bề mặt nhám thì nó sẽ 10 điểm, không có gì để chơi luôn. Rồi đó, đấy là những gì mà mình nghĩ và đánh giá về con này. Thì bạn nào có điều kiện mình nghĩ là lên bản UV đi chơi nó sẽ thích hơn tí đấy, còn bạn nào có mồ hôi tay thì thôi dùng cái này cũng được. Nhưng mà thật ra thì bản này cũng bóng mà UV cũng bóng thì mồ hôi tay cầm con nào nó cũng thế thôi, nó không khác biệt quá nhiều đâu nha. Ok, đây là phân khúc mới. Nếu như MGC là khoảng chỉ có 290-300 nghìn thôi thì các bạn thêm lên thêm vài chục nghìn là lên được con này, khá là ok. Nhưng mà bạn nào bị cái ghét giống mình là ghét cái quán tính của chip nó cao á, thì có thể mua bằng MGC vẫn được, vẫn không có vấn đề gì hết, MGC vẫn rất ngon. MGC chỉ thua là không có UV thôi nha các bạn. Còn dĩ nhiên là nếu mà so sánh với con quá là nặng ký như AoSu thì đương nhiên là nó không thể nào theo nổi rồi. Đây, đó là những gì mình đánh giá và trải nghiệm từ con này, khá là ok. Rồi các bạn nghĩ sao, là các bạn muốn mua con này thì có thể truy cập ngay vào shop của mình để mua. Nếu các bạn mua trực tiếp qua bên Facebook á, thì sẽ nhận ưu đãi free ship luôn nha các bạn. Các bạn nào mua các đơn hàng từ 300 trở lên sẽ được free ship. Con này là mua là được free ship luôn rồi nha. Đấy, còn bạn nào mua có thể qua Shopee của mình luôn. Đây là shop mình là một trong những shop về con này khá là sớm rồi. Hoặc là các bạn muốn mua các loại sản phẩm khác thì cứ vào Shopee ủng hộ cho mình nhé. Ok, rồi video clip mình ở đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau. Bye bye.